Em xin chào anh chị trong nước và ngoài nước nha. Hiện tại bây giờ em vô nhà anh bé báo tin vui cho anh bé. Ở phía trước nhà anh bé thì Hưng Trần nhận thấy là chưa thấy anh bé. Ủa anh bé có nhà không? Bé ơi, xuống nhận quà bé ơi. Đứng đâu nội nè. Dạ. Bé không nhận, em nhận nha anh bé. Trời. Về cho em hả? Cảm ơn bé nha. Không bé có. Nói, bé không nhận, bé cho em. Vậy là Hoàng Thượng không có nhà hả trời? Có mà không có nhận. Rồi, không có nhận thì thôi. Trời ơi, ta cho mà không nhận thì thôi. Ý là anh không nhận anh cho em á. Em cảm ơn bé nha anh bé. Con chào Hoàng Thái Hậu. Dạ. Trời ơi, hai mặt áo của thầy nó tệ nó kìa. Dạ. Cảm ơn bé nha anh bé, không có quà cho em nha anh bé. Cái gì? Cái gì? Đang muốn quà nè. Kìa, chị Dên đi võ hỏi là bây giờ anh bé thích cái bà đó không? Thì Hoàng Thái Hậu cưới cho, rồi chị Dên võ tài trợ cho kìa. Cái bà Thủy hôm qua đó. Thủy. Thích thì cưới, ok, thích thì đến. Đòi hỏi có 6 mâm thôi mà, 6 mâm thì cũng được thôi, có gì đâu, cũng bình thường thôi. Rồi, có người tài trợ kìa. Hoàng Thái Hậu chịu không? Hoàng Thái Hậu chịu có con dâu về không? Đó, thôi. Do Hoàng Thượng thôi phải không? Giờ má kể con nghe ha. Ừ. Cái bà đó ngày xưa bà làm dâu trưởng giả đó. Dạ. Thì gia đình khó khăn lắm. Dạ. Cái bà có thằng trai. Dạ. Thì bây giờ bà chồng trai bà lớn, cái bà cưới dâu. Dạ. Bà nói bà không khó gia khăn với dâu. Dạ. Cuối cùng cái gặp dâu nịnh. Má nó con chua ngon quá, bữa nay nghe má nó con chua với cái kho tiêu cho con ăn đi. Dạ. Cái bà biết bà nói sao? Hết làm dâu và già chồng và tới làm dâu con dâu. Thêm thằng cháu nội, bà ngoại con làm nó không ngon. Đi qua bà ngoại chơi, 6 giờ chiều về. Bà nội đi chợ không mua đồ ăn về con ăn cơm. Tới khuyên cháu nội luôn. Vậy là nếu mà Hoàng Thái Hậu mà cưới cho Hoàng Thượng á, là Hoàng Thái Hậu phải làm dâu cho con dâu luôn nè. Làm dâu cho Hoàng Thượng, làm dâu cho cháu nội luôn. Đó, vậy thôi. Là bây giờ làm dâu cho mình Hoàng Thượng thôi. Bây giờ nếu mà cưới vợ cho Hoàng Thượng là làm dâu cho thêm ba bốn người nữa. Ba đi á, bà kể không phải gì đâu, bà kể con em mọt con không thường ba bụng. Dạ. Mấy bà chú tí. Dạ. Rồi con qua bển con tặng quà cho Hoàng Thượng. Rồi mới nói chuyện với Hoàng Thái Hậu ha. Hoàng Thái Hậu là đã cho phép Hoàng Thượng cưới vợ. Áo mặc sao qua khỏi đầu, bởi vậy phải nói. Rồi, hello chị Sala, khỏe chị, dạ. Rồi mọi người ơi, hôm nay là anh bé được chị Jenny Võ gieo duyên tặng quà và hỏi thăm anh bé, nếu mà được cưới vợ thì chị Jenny Võ cũng tài trợ cho anh bé cưới. Chị lấy quà ra coi coi. Một ký cá lóc. Một ký cá lóc, cá này ngon lắm nha, cá một nắng nhớ. Cá lóc, cá lóc một nắng với lại hai bịch cơm trái đó. Cái này á mình ăn ít ít lại, mình đem qua mình tặng cho bà Thủy cũng được á, làm quà. Bây giờ nè, nói Hoàng Thượng nghe, bây giờ Hoàng Thượng ăn một bịch, rồi một bịch tặng cho Thủy nè. Cái này là gợi ý thôi nha, muốn là làm không làm, muốn thì thôi. Rồi mình ăn một bịch cá lóc thôi. Còn bịch bò hả? Không hết cơm bò rồi. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn chị Anh với Võ. Đây mà bộ câu nuôi giờ nó về đây nó ăn không à cả nhà. Bây giờ là 4-5 con về đây, hôm bữa em thả đó. Đó. 4 con, 5 con. Em bây giờ em sẽ tài trợ cho chị Thảo mua ốc cho chị Thảo cho bộ câu này của anh bé mà. Giờ mình mua mình cho ăn. Chồng tới à, má chồng chạy thắng nhìn tướng sang ghê ấy mọi. Má bởi vậy dành mà nó à, tưởng tử nó không mê mới sợ. Chán cái gì mà chán, vợ chồng mà chán. Chạy với thắng nhìn sang ghê ấy trời.
uống C2 hay ông độ cũng được. Dạ cà phê đá đây chị. Ai trả cho đây không? Rồi có được quà là có quà tặng cho vợ không? Em dạy nó bây giờ nếu mà được thì dạy ngồi đây mà ngưỡng đây. Được rồi. Ngồi đám cưới ok được không? Không được. Ê ông đám cưới ông lo cho vợ không được không trời? Ủa cái máy cái đòi hỏi cao lắm má. Mà ông về ông biết làm việc không? Quan trọng đó. Nó đòi hỏi kệ được. Cái gì với cái đó cỡ nào cũng biết hết trơn. Hỏi còn làm việc tốt không hả? Được hả chị? Biết đâu ông làm nó đóng tỉnh lại sao? Ủa nói vậy á, bây giờ sao luôn á, đòi hỏi nhiều quá. Đòi hỏi nhiều gì, có 6 mâm, con gái chưa có gì đó, tao đòi hỏi 6 mâm là đúng rồi, mình chịu rồi, mình chấp nhận. 6 mâm, cưới ai cũng phải là mua vàng vòng hết á, chứ không có ai mà cho không hết á. Mình bỏ tiền ra mình cưới, rồi về nó mới phục vụ mình. Tìm chưa tìm hiểu gì chứ không biết gì mà nói tìm hiểu gì mà anh có biết là thả tính không, anh có biết cua gái không mà anh nó tìm hiểu. Bây giờ này có cái chị đây nè, ngày xưa chồng chị cưới chị cho cái gì cho cái gì chị nói thử cho mọi người tham khảo rồi. Đó mọi người thấy không, cho đâu bông rồi có ba thứ dễ. Chồng cao là phải có rồi. Chân để đâu? Quan trọng là có mềm hay không, chồng cao với cao. Có quen cái gì đâu, lấy đại hết càng. Lấy đại giờ cũng thương nhau ở tới giờ đó, nó thấy chưa? Đâu cần phải tìm hiểu. Có biết làm không, lấy vợ? Để, nhưng mà biết làm gì không? Không quên dùng thời trời. Cái gì vậy, bọn thượng đó bậy, bọn thượng mất tính trùng. Có biết làm việc là có nghĩa là đi làm công việc để nuôi vợ, nói gì má. Con vợ nó dơ lắm mẹ chồng. Mẹ chồng. Thôi trời ơi. Thôi nói sai nhiều quá, bỏ qua. Thôi bỏ qua cái chuyện đó đi. Có nghĩa là đàn ông lấy đàn bà về là đàn ông phải có trách nhiệm nuôi đàn bà đúng không? Nuôi dễ vậy. Rồi sao? Vợ đi làm ok, ví dụ như vợ đi làm cái gì thì mình phụ vợ, nếu mà mình không có làm được ra tiền thì mình phụ vợ, nói chung là phải có trách nhiệm chứ không có nói gì đó. Chơi anh lại có việc làm, có việc làm sao không làm, anh nhiều nghề mà. Ai cà nhổng, không có ai cà nhổng ở đây á, anh chia dễ cho em hay gì? Ai cà nhổng nội, tôi làm. Chỉ có ông Quang nó mới cà nhổng thôi chứ ai mà cà nhổng. Anh nói là dân ở đây toàn đi cà nhổng không à. Vậy là trong đó có anh nữa đúng không? Ông đừng thấy gì chứ tôi đi cà nhổng. Anh cũng cà nhổng, cà nhổng. Mới dạy kìa. Cái gì? Mới dạy kìa. Chỉ có một đứa mới chạy được. Ủa tôi đi cà nhổng không biết tụi con tháng con nhập bao nhiêu không? Ủa mấy cà nhổng? Anh nói sao? Cắt kiểu này cứ vợ không được anh. Về là cái thứ nhất là không biết làm việc nè, cái thứ hai không nuôi. Trời ơi. Vô chính hai hàm tử kiếm bạn gái. Ở đó người ta trai nhút riêng, gái nhút riêng, không có trai gái gì được. Nhưng mà hôm qua tôi hỏi ông, nói chuyện với ông đã nói ông thích con Thủy, thích con nhỏ này mà. Thủy. Thủy má, nó tên Thủy chứ gì nữa, hôm qua nhỏ ăn pháo lấu á. Thủy. Hàm tử hả? Cho chỉ ở ngoài thôi à. Không bây giờ á mình nấu quá lần rồi đó. Không có đồ nấu chứ. Bệnh viện nó vậy. Chùa sinh tay vô nấu. Cho bệnh viện mấy cái người sinh tay vô nấu. Cho bệnh viện mấy cái người mà
bị bệnh đó là mình đi đóng mình. À, em cũng nói trước nha, quà của Nguyên Nguyên tặng cho dì Chất là tuyển tử giữ á. Với ai nữa ta? Em giữ hả? Với là mẹ, mẹ Tiến Chí Hon à, em cũng giữ đúng không? Tiến Hon em treo kìa. Khi chứ không lại nhận quà luôn kìa. Chức nữa. Chức nữa. Chức nữa. Để em tìm hiểu ai thứ. Có ai gửi cho em ra một đường giấy rồi béo. Người ta khỏi cần tìm hiểu, người ta mà cưới nè. Ba ơi. Ba lấy mày ăn mì ủa, mày thấy tuổi gì ông bà hồi xưa người ta đâu có bánh cho mình, ta cũng lấy đỡ là con cô người ta ở chết bị mình đi nói ác ôn nó nói đó. Đâu dễ trời con non lắm mày ơi. Non trà xanh lắm nha bé. Mày còn non lắm mày ơi. Mày còn non chứ ai nữa. Nói em nè, quán nó còn ngon á, hết đánh như nó chết luôn không gì. Trời ơi trời, quán còn non lắm. Có nghĩa là ổng muốn là có vợ là ổng phải lo vợ từ A đến Z, bắt vợ ở nhà nằm trên giường thôi cũng sướng nữa. Muốn biết ra mũi luôn hả? Hay dữ vậy? Kìa em ơi. Muốn sao ra mũi này vậy? Cỡ như vậy cưới vợ được không quý vị? Ừ, vậy? Rồi em bé nè, bây giờ em hỏi em bé vậy đó. Nếu mà anh bé cưới vợ về rồi anh bé thì làm gì bây giờ? Mà anh bé phải nói cái bàn là một, cái bàn là hai nè, hồ là ba, phụ hồ khi nổi rồi phụ hồ. Ngày xưa ông làm nghề gì tự tử? Ngày xưa ông làm nghề gì bây giờ ông kể một lum? Xe ôm luôn hả? Ngày xưa chạy xe ôm. Xe ôm giờ biết chạy không, nhớ được không chạy? Bây giờ biết chạy xe không? Bây giờ còn hai năm ngày còn biết chạy xe không? Xe ôm làm hồ. Sau này nè. Sau này là cái này các bạn. Cộng thành hay cộng bốn. Cái nghề. Trời ơi, người cánh đâu. Đúng rồi, sau này. Cái nghề này nè, sau này nè, khi anh đổ bệnh đó. Trời trời nó mày. Đang ngồi con bố đi. Ngày xưa ngày cộng bốn hả? Ngày xưa mày là trà quá. Anh nói ngày xưa gì hả? Ngồi cộng bốn hả? Hai đứa mà lấy nhau cùng chung nghề dễ sống lắm. Này vợ ca chồng đánh đàn ra ngay chủ chợ An Đông á, vợ ca chồng đánh đàn, khen ca hay không, dễ thương mà. Ê bà ông nha, nó đẹp nhưng mà nó đòi hỏi cao đúng không? Để khi tuyển tử đem nhỏ này qua coi nhà này nó chịu không? Nhiều khi nó chê á. Con thư đó đó, chở qua coi nhà hoàng thượng nó chịu không? Chưa chèm hiểu luôn, mắt cứ nhanh chưa. Bà than vợ là cũng hấp tấp lắm mà. Mà đúng rồi chị ơi. Đúng rồi, mình vẫn nói cho nghe, nói nghe là nói cho bé nghe. Giờ bé tìm hiểu mà quan trọng người ta có thích bé hay nữa hay không, đúng không? Bé dội đưa lên quá, bé còn xanh quá bé ơi. Xanh nhà non lắm bé á. Mình xấu trai, nhà nghèo. Nghèo đâu nghèo, nhà giàu mấy bà. Nhà cũng có tấm mà. Tấm giả má. Tấm giả hả, hay đổi tấm thiệt? Tấm giả. Dạ, có phòng không? Có phòng riêng không? Vợ chồng về là phải có phòng riêng chứ không ở bừa bãi người ta thấy cười chết đó. Không. Làm cái phòng riêng ra. Quá à, để ra muốn nhà. Ra muốn nhà ở hả? Vậy là chị Jen đi bỏ có coi clip này là chị phải tài trợ thêm ra mướn phòng trọ ở riêng nha. Rồi người đẹp đầu võ đến rồi cả nhà ơi. Rồi tí cũng đến luôn rồi à. Rồi thiệt chứ. Người đẹp đầu võ. Rồi kết thúc clip này ha, để từ từ hoàng thượng suy nghĩ. Em cảm ơn chị Jen đi võ đã tặng quà cho bé nha. Rồi để từ từ cho hoàng thượng tìm hiểu.